Các bạn, hôm nay mình cùng với các bạn tiến hành cái bài thực hành cơ bản với Docker. Ở cái phần 1 thì mình đã trình bày về cái cách install và tìm hiểu cái image hello world, image cơ bản. Ở phần 2 này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái image hệ thực hành Ubuntu. Thì trước tiên thì các bạn hãy kiểm tra terminal xem là Docker của mình đã chạy chưa, có vấn đề gì không bằng lệnh Docker version nhé. Ok, lệnh này báo là Docker đã cài đặt hoàn thành rồi. Nào, bây giờ chúng ta pull cái Docker đó về, cái image đó về. Bạn chờ một xíu, có thể chờ tùy từng đường mạng mà tốc độ nhanh chậm khác nhau. Ok, chúng ta đã download xong cái image Ubuntu rồi, chúng ta kiểm tra xem. Ok, đã hiển thị lên rồi nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ chạy nó. Đặt tên cho nó là Osu và open cái port 80 này ra bên ngoài. Xíu lên từ từ. Rồi chúng ta chạy rồi thì bây giờ chúng ta kiểm tra nó xem nào. Ok, đang trong status up, name là Osu. Rồi chúng ta hãy vào trong cái container đó để cài đặt phần mềm. Thấy rồi, có lệnh của nó đây rồi. Ok, chạy xem. À đây, chúng ta đã vào quyền root rồi nha. Tiếp theo chúng ta chạy cài đặt cái phần mềm, gói phần mềm cơ bản là gói cái phần mềm. Đây không cũng xin lỗi các bạn, đây không phải gói phần mềm, các bạn gọi là cái gói phần mềm web server hay được dùng gọi là Apache server. Mấy cái lệnh này tiếp theo là lệnh chạy hết install Apache 2. Đây tốc độ mạng hơi chậm, các bạn một chờ một xíu. Ok, chúng ta tiếp tục chạy lệnh thứ hai install Apache. Đây, các bạn có yes. Do you want to continue? Yes. Rồi, chúng ta lại chờ xíu. Tiến hành download và install cái Apache. Ok, chúng ta đã cài xong lệnh thứ hai này. Bây giờ chúng ta chạy lệnh thứ ba. Và chúng ta restart lại cái Apache. Chúng ta chạy cái lệnh start. Start này có lỗi tại vì lần trước là chúng ta đã copy paste cái này, nó hơi bị sai ở cái chỗ nó đã bị mã hóa, mình chỉnh sửa một xíu. Đây, chắc chắn là sẽ chạy để chụp cái được nó thì vô. Ok, restart lại xem nào. Ok, đã restart rồi. Để chúng ta localhost, chạy localhost cho nên Hà đã cài đặt xong cái Apache server cho cái in container này rồi. Giờ chúng ta tắt ra exit. Ok, vậy là chúng ta thực hành xong cái phần 1, mình đóng gói chạy. Thật sự phần 1 là cài đặt cái Apache server.
Tiếp theo đóng gói cái container đang chạy thành image. Thì ở đây là chúng ta có các lệnh này rồi, thì mình chỉ thực hành theo các lệnh này thôi. Đầu tiên là cơ commit đây. Xong, commit xong. Tiếp theo là một cái lệnh nữa, tag nó vô. Ok, tag nó vô. Tại vì vừa nãy là mình là 2 thì mình sẽ sửa số này là 2. Aqua. Yeah. Kiểm tra xem image nha. Ok, đặt lên rồi. Không coi đầy viên. Giờ một cái lệnh nữa là lệnh mình put cái đó lên thôi. Put cũng tốn thời gian, các bạn chờ một xíu ha. Ok, rồi đây là đã put lên xong rồi. Theo như đúng bài hướng dẫn này thì bây giờ chúng ta hãy vào cái hub.docker nha. Bên okay. cái này là tài khoản của mình đã login rồi, thì các bạn sẽ thấy là cái image đã được put lên xong rồi. Setting. Vậy là nếu mà ai đó mà bạn public của xe hay nó muốn pull cái image này về thì đấy, dùng cái câu lệnh ở đây thì sẽ xài được nó luôn mà không cần cài cái Apache server nữa. Mình sẽ đã hướng dẫn xong các bạn đúng như hai phần theo những cái bài blog giới thiệu. Trong quá trình các bạn thực hành, có chỗ nào chưa hiểu có support thì các bạn liên hệ với chuyên gia CS hoặc các bạn để lại cái phần comment ở đây để chúng mình support được hơn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những bài sau.